Được định mệnh của đời mình như hai người đâu. Thôi hai người đừng có ở đó mà ra vẻ hạnh phúc với tôi nữa. Tôi ghét lắm, tôi ghét lắm nha. Rồi thôi, giờ còn có ông Phương rồi nè. Giờ mình ăn đi. Ăn đi. Đợi Phương sáng giờ nè. Đợi sáng giờ. Đây, bia nha, rất nhiều luôn. Ê, tôi có mua nước yến cho bà nữa nè. Thôi, đã hôm nay rủ qua nhậu thì uống bia chứ uống nước yến gì. Ai nhậu? Ủa, anh rủ là anh với Phương nhậu. Em đang có bầu sao mà nhậu được. Được hết á. Uống có sao đâu anh. Uống người ta nói là bầu uống bia thì đẻ con đã sạch mà. Uống đi. Lần đầu tiên mới nghe luôn á nha. Nghe dặn nè. Một chút thôi nha. Em biết rồi. Vô. Mời. Lâu lâu tụi mình mới có gì. Vô. Đây ăn thì đi. Em cảm ơn. Mời em. Cảm ơn anh. Ngon quá. Chồng bà khéo tay thiệt nha. Nhìn món này là biết ổng làm chứ phải bà làm rồi. Không, món này anh mua. Anh chỉ đem về chặt thôi. Thôi vô đi. Không, một mình anh vô được rồi. Anh chỉ nói là em uống đúng một ngụm thôi. Anh sao vô vậy? Em đọc trên group á, thấy mẹ bầu chia sẻ là có bầu á, uống bia vô thì nửa con mình đẻ ra sạch thôi, có gì đâu. Anh đã nói những cái đó là không có đúng. Em không nghe ông bà xưa nói hả? Khi mà có bầu á là em phải kiêng cử, kiêng khem đủ thứ, chứ đâu phải mà uống bia thoải mái như vậy. Anh đã cho em uống một ngụm rồi là dữ lắm rồi đó. Thôi bà, mấy uống nước lọc nước suối gì cũng được, coi như là mình ngồi nói chuyện vui. Chứ anh Trung nói đúng với bà. Tại vì tôi nghe đồng nghiệp tôi nói là có bầu á mà uống đủ có cồn, uống bia này nọ ảnh hưởng tới bé. Đúng rồi đó, em uống nước yến đi, Phương mua nước yến cho em nè. Thì em nghe người ta nói vậy. Nói là uống bia này nữa là con mình sinh ra trắng trẻo hồng hào. Em bỏ qua những cái câu nói dân gian đó đi. Nó không có đúng khoa học, nó phản khoa học lắm. Còn nếu như em không tin anh á, thì đợi cái đợt tái khám tiếp theo á, anh sẽ nhờ bác sĩ tư vấn cho em. Thôi, vậy để tái khám đi rồi, để bác sĩ trả lời rồi biết. Thôi thôi thôi, đừng có cái mặt ủ rũ đó nữa. Bây giờ tới lịch khám đi rồi mình tính sao. Rủ em qua đây nhậu mà, vô cái đi. Nè, 1, 2, 3, vô. Dạ hôm nay em bé sao rồi bác sĩ? À rồi, siêu âm thì em bé tốt ha. Hôm nay em bé của em được gần 1kg rồi đó. Dạ. Là cân nặng này rất là tốt so với tuổi thai hiện tại của em. Dạ. Bác sĩ ơi, sẵn đây bác sĩ cho em hỏi là khi mà mang thai á, thì có được uống bia không bác sĩ? Tại vì hôm qua em có hẹn với bạn nên cũng có uống một chút bia. Mà chồng em thì không cho, nói là không có tốt cho em bé. Còn em thì em lại đọc những cái thông tin trên mạng á, của các mẹ chia sẻ là khi mà có thai thì mình uống bia sẽ giúp cho sau khi mà sinh em bé thì em bé sẽ trắng hồng nè, rồi sạch nữa, thì có đúng không bác sĩ? À, thật ra khi có bầu á, mình không có nên, thật sự là mình không có nên uống bia với uống rượu đâu. Vì á, khi mình uống bia với uống rượu á, là ảnh hưởng rất là xấu tới em bé. Nhiều khi nó làm cho em bé bị nhỏ nè, nhiều khi mình bị sanh non, sanh sớm này kia. Cho nên á, là
sách vở thì họ khuyên là khi mà mình có thai thì mình nên không có sử dụng bia rượu. Nhưng mà hôm qua em uống có chút xíu à, khả năng ảnh hưởng của em bé thì nó thấp dữ lắm. Tuy nhiên là chị nghĩ là khi mà mình biết có thai hoặc nhất là mình chuẩn bị mang thai thì tốt hơn hết là mình không có nên sử dụng. Chứ còn cái thông tin mà mình uống bia làm cho em bé sạch đó thì chưa có nghiên cứu nào để chứng minh hết trơn á. Mà ngược lại thì mình đã thấy được một số cái hại người ta đã phát hiện rồi. Cho nên chị nghĩ là khi mà mình có thai như vậy rồi thì thôi mình tuyệt đối mình tránh xa nó luôn. Dạ vậy thì ngoài bia rượu thì em còn kiêng cữ những cái thức uống nào nữa không bác sĩ? Trước đây thì người ta nói uống cà phê là không có sao. Người ta có thể cho phép là bà mẹ mang thai có thể uống khoảng 1-2 ly gì đó một ngày. Nhưng mà sau này thì có nhiều thông tin là cho rằng là cà phê cũng ảnh hưởng không có tốt tới em bé. Làm cho em bé sanh ra nó sẽ nhỏ hơn. Mà cái mà lớn nhất chị thấy là khi mà mình có bầu mình đã mệt rồi, mà mình uống cà phê là mình lại mất ngủ thêm nữa thì mình lại càng mệt hơn nữa. Cho nên là hiện tại bây giờ cà phê họ cũng khuyên là mình hạn chế tối thiểu khi mình mang thai. Mà cà phê uống thì mấy chị mình hay bị giống như bị ghiền vậy đó, thiếu không có được. Thì uống một ít buổi sáng, uống cà phê loãng, cà phê sạch thì khả năng ảnh hưởng chị nghĩ lâu dài. Chừng nào mình uống thiệt là nhiều hoặc là mình uống cà phê nó nguồn gốc nó không rõ ràng này kia thì nó có hại. Còn nếu mà em thích uống quá thì thoảng em uống một hai ngụm thì cũng không đến nỗi nào. À em nhớ nha, tại vì caffeine nó không phải có ở trong cà phê không. Mà mấy cái nước ngọt có ga hay là nước người ta hay sử dụng là nước tăng lực á, thực ra trong đó nó cũng có caffeine luôn. Cho nên khi mà mình uống cái gì á, mình chịu khó mình đọc cái thành phần của nó trước. Nếu mà mình thấy có caffeine nó trong thì thôi mình tránh. Vậy thì ngoài những cái lưu ý nãy giờ bác sĩ nói với em là bia rượu nè, cà phê nè, thì em còn phải lưu ý điều gì khi mang thai không bác sĩ? Về ăn uống thì chị nghĩ chỉ cần ăn nó đa dạng đủ chất và thức ăn sạch sẽ là được rồi. Mình cũng không có nên kiêng cữ cái gì thái quá. Thì hồi xưa người ta kiêng cữ nhiều thứ là do người ta chưa có hiểu biết nhiều thôi. Thì thức ăn em nên ăn đầy đủ chất thì tốt cho em bé hơn. Có một cái quan trọng nữa là nếu mà trong nhà mình có ai mà hút thuốc lá thì em tránh ra. Tại vì họ hút thuốc lá thì cái thuốc lá nó có hại thì mình đã biết rồi. Nhưng mà cái người mà hít phải cái khói thuốc đó đó, hút thuốc lá thụ động đó, thì cái mức hại nó cũng tương đương. Cho nên là nếu mà ông xã nhà có hút thôi em nói ổng bỏ cho rồi, tốt cho hai mẹ con. Còn nếu mà mình đi nơi nào đó đông người mình thấy họ có hút thuốc lá thì mình tránh xa cái chỗ đó ra. Vậy em cảm ơn những lời khuyên của bác sĩ. Em sẽ về xem lại ăn uống và tránh những cái mà bác sĩ đã khuyên hồi nãy giờ, giống như cà phê hoặc bia rượu.